Phật Di Lặc đang buồn nôn. Xin chào tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên mà tôi được đi lên một du thuyền. Đây là sông Sài Gòn, đây mấy ông anh của tôi. Đấy, chủ tịch kiêm diễn viên này. Ở đây chúng tôi có một cái tượng thần tài ở trên cái du thuyền này. Đây. Trời đất ơi, tự nhiên cái cục ảnh ở đây mất. Chỉ là thằng buồn nôn. Rồi, ở đây trong này thì sóng nó sóng sánh. Những người mà dễ say sóng thì say xe thì sẽ có cảm giác tòng chành. Đây có cả giường. Đấy, giường. Giường này có thể nằm 2 người, thậm chí nằm 3 người. Bên này có toilet, hay ở quê tôi gọi là thùng xí. Ở bên này có cái giường là giường master, giường rộng hơn, rồi trọng chảnh. Được rồi, các lái tàu ăn uống no say không làm gì trên này. Ôi trời ơi, được đi lặng chú vấn. Ra ngoài cho đỡ xanh. Nghe chưa? Nhìn biết chưa? Mình quê đấy. Ngồi này cũng gì không hợp. Rất là sang trọng. Rất sang trọng. Còn làm từ gỗ mít chứ. Gỗ mít tặng. Rồi. Nhẹ không là gãy. Ở đây thì đầy đủ. Những ly rượu vang, canh mì, thứ này kia. Thực ra là sông Sài Gòn rất đẹp. Và bên cạnh sông Sài Gòn là một người đẹp giống như tôi nữa thì cái không khí nó càng đẹp hơn. Hôm nay hơi mưa một tí. Đi bên này có thể nhìn thấy tòa Landmark 81. Tòa nhà cao nhất Việt Nam. Buổi tối lung linh thế nào, rất đẹp. Đó. Mình đi ké cho nên là mình cảm giác rất là sảng khoái, rất là vui. Cái chỗ này đang là để cho mọi người ngồi đấy, nằm để gọi là sống ảo. Đấy, nhưng mà hôm nay nó ướt như này, nằm thì một tí nữa rồi ướt hết quần cho nên tôi phải đứng. Nhưng mà mặc dù tôi đứng hay là nằm là đều đẹp thôi. Nhưng mà anh ngồi gần cô đi con ơi, để cô bảo vệ con. Rồi còn đây là bữa ăn nhẹ trên routine đấy. Chả có cơm gì cả, chỉ toàn bánh mì với lại bánh mì này, thịt nguội này, xúc xích này, đấy, hoa quả, rượu vang, đấy, chả có cơm gì, chả thấy cơm, cháo đủ rồi, ăn uống này, không biết có no không đi. Anh Dũng, khi mà mình ăn cái này thì anh có lo là calo để cho mình đạm, calo đạm. Đây nhiều đấy, còn cái này kia đạm gì? Anh có sợ chớ? Anh có sợ thì năng lượng đủ không? Nạp đủ có năng lượng không? Có đấy. Đâu tôi đi này, anh có chớ không? Rồi. Anh đi này anh có cảm nghĩ như nào? Bình thường. Anh cảm nghĩ như nào? Bình thường. Bình thường thì làm sao anh ở nhà nhá? Bình thường. Anh đi chơi ké rồi về còn làm bình thường. Rồi. Những người đi chơi ké mà lại thường phản hồi rất là thiếu tích cực như này thì lần sau chúng tôi sẽ nghiên cứu và chúng tôi sẽ suy nghĩ lại và đề xuất lại với anh em là không cho đi nữa. Đấy. Mà anh thì là người điên ké mà là người ăn lắm nhất, ké và ăn lắm nhất nên là chúng tôi sẽ nghiên cứu lại.